Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Vào tối qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức buổi lễ mừng công cho đội tuyển U23 Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo VFF và các nhà tài trợ, doanh nghiệp. Với thành tích giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, đội tuyển đã nhận được 2,7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF, tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng, công ty Nam Hương thưởng 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt qua khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đội tuyển thậm chí đã phải 2 lần bổ sung nhân sự mới có thể tránh khỏi việc bị loại do không đủ lực lượng để thi đấu. Trên tất cả, các chàng trai trẻ đã thể hiện được tinh thần không lùi bước, ý chí vươn lên và khát khao thể hiện mình của bóng đá Việt Nam. Với ngôi vô địch này, chúng ta đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu U16, U19 và U23 Đông Nam Á. Giải đấu này cũng đã phát hiện ra một số cái tên ưu tú để giới thiệu lên đội tuyển U23 Việt Nam dự các giải đấu quan trọng sắp tới. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.